Đánh giá tại cuộc họp cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, kiểm soát tốt. Trong đó, kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào tỉnh được duy trì, đảm bảo. Tỉnh đã triển khai xong 15 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thích ứng với trạng thái bình thường mới và quy định các hoạt động kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh. Lũy kế tổng số người lao động đã được hỗ trợ là trên 72.000 người, đạt tỷ lệ 80%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng sau khi thực hiện khung phương án sản xuất kinh doanh, thích ứng phục hồi kinh tế, sự đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã có những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, việc mở cửa trong trạng thái bình thường mới là tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng các địa phương cần có sự kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Bình Phước đang ở một giai đoạn là thích ứng với điều kiện bình thường mới. Dù tình hình thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đang kiểm soát tốt, nhưng cần phải nhận diện rõ những thách thức, rủi ro khi lực lượng bên ngoài di chuyển vào tỉnh tăng, người đi qua tỉnh cũng tăng và cũng đã có sự xuất hiện một số ca trong cộng đồng. Do đó, cần phải tăng cường sự quản lý, duy trì các chốt kiểm soát bên ngoài, đẩy mạnh việc kiểm soát bên trong. Những giải pháp thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ cần phải phù hợp, hài hòa với sự chỉ đạo cấp trên và công tác phòng chống dịch của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tâm thế chống dịch của tỉnh là hết sức tập trung và thận trọng, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền và ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động, nên cơ sở sản xuất điều Tin Hằng là một trong nhiều cơ sở chế biến điều trên địa bàn huyện Bù Đốp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt từ đầu đợt dịch đến nay. Điều hoạt động xuyên suốt nên đơn vị đã không bị đứt gãy nguồn hàng cũng như hoàn thành các đơn hàng cho đối tác nên doanh thu ổn định. Với cơ sở sản xuất điều Tin Hằng thì đây là điều may mắn. Đáp lại sự quan tâm của chính quyền, đơn vị đã chung tay thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện với số tiền quyên góp cho quỹ phòng chống dịch 25 triệu đồng. Tương tự như thế, cơ sở sản xuất điều Công Thành cũng hoạt động ổn định trong đợt dịch thứ tư này, tạo việc làm cho 30 lao động trong ấp với thu nhập của mỗi công nhân khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Vừa được tiêm vaccine phòng COVID-19, vừa có việc làm thu nhập ổn định trong đại dịch, đối với chị Trần Thị Có là điều may mắn so với hàng ngàn người đang bị thất nghiệp hiện nay. Chăm lo doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch được xem là giải pháp hiệu quả để tạo ra sức đề kháng cho lĩnh vực kinh tế, góp phần tạo ra sức mạnh cho xã hội vượt qua đại dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền cũng đồng thời yêu cầu Sở Y tế cần đưa ra những nhận định cụ thể nhất về những trường hợp đã tiêm vaccine mà vẫn lây nhiễm, để có giải pháp xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, tổ chức lại các cơ sở điều trị cho phù hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh biện pháp quản lý các đối tượng có nguy cơ để có cơ sở kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, việc một số trường hợp F0 tại thành phố Đồng Xoài gần đây là ngẫu nhiên. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cần khẩn trương truy vết, xác định để cắt đứt nguồn lây. Tại cuộc họp chiều nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài đã báo cáo trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là một nữ công nhân vào ngày 18 tháng 10. Thành phố đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 23 công nhân cùng làm việc với F0 này và cho kết quả âm tính. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng cung cấp thêm thông tin 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 9 người đã tiêm 2 mũi vaccine, 4 người tiêm 1 mũi và 5 người chưa tiêm vaccine.